Có dặn này nè. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói căng thẳng và sức ép sôi là do có đèn hay sao? Tiếp tục là động lực để Nga. Nhưng làm sao bấm u máy là chọn vô máy nha. Và tìm kiếm được những bài gái này phải không? U bảy này, bài gái, bài lộn. Và chuyến thăm Nga lần này của Thủ tướng Trung Quốc cũng không phải là ngoại lệ. Cách xét chưa chạy nha nè, cách xét chưa này, chưa chạy. Mâm thang là mâm cùng quay nè. Với nhà báo Nguyễn Đăng Phát, tổng biên tập tạp chí Bạch Dương. Tốc độ 33 chậm hơn 45 này. Này điều chỉnh tốc độ này. Pitch control. Nhanh hơn này. Đây cái loại này là vậy những thỏa thuận được trong chuyến thăm lần này dự kiến là sẽ mở ra những định hướng hợp tác mới nào để có thể đưa hợp tác kinh tế ra nhiều khi nó chạy nhanh chạy chậm là mình xoay cho nó đúng tốc độ một xíu nữa rồi chưa chạy xoay cái ra nó chạy này nha nó cái phần này coi như mình không tính rồi nó còn chạy thôi giờ chức năng âm ly với radio cassette thì cũng được nhưng mà nó cũng chưa hát đâu nha. Cassette này anh em phải coi lại nha, nó chưa chạy nha. Nhưng mà hai bên cũng đang nỗ lực để mà tiếp tục phát triển thì nhạc vô này. Của Thủ tướng Vũ Quốc. Nếp bica nó bị nứt này nha anh em. Con này nặng lắm á nha anh em. Con này nặng chắc còn phải 10 được rồi thôi. Bây giờ 13 kg nha. Con đêm này. Con này bán cho anh em. $3.3 triệu đi vừa. Muốn làm âm thanh thì cũng làm, còn không là chức năng âm ly với radio, cassette thôi. Quay sau lưng cho anh em coi. Nè, đang nghe qua line này đó. Rồi, xuống con này nha anh em ơi. Đó, âm thanh.